Và tối qua, nhà thi đấu Hải Dương đã không còn một chỗ trống. Hành lang nhà thi đấu tỉnh Hải Dương hay bất cứ khoảng trống nào có thể đứng hoặc ngồi đều được các khán giả tận dụng một cách triệt để, miễn sao có thể xem được trọn vẹn trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Suwon Hàn Quốc. Mình có đứng cả trận xem hết trận cũng vẫn đứng được, kể trận đánh đến 5 hiệp vẫn đứng được. Dù không có được cảm giác thoải mái nhất để theo dõi trận đấu, thế nhưng chẳng khán giả nào quá quan tâm đến điều này. Điều quan trọng là đội tuyển Việt Nam đã thi đấu đúng như kỳ vọng và làm hài lòng tất cả những ai đã bỏ công sức và thời gian đến tận nơi chứng kiến. Đội tuyển Việt Nam thực sự là quá thuyết phục. Chúng ta đánh một trận đấu thì rất là hay. Và tôi đánh giá là với cái năng lực như thế này thì đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể vô địch. VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 mới đi qua hết các trận vòng bảng. Tuy nhiên, ngay từ lúc này, trên các khán đài, những tiếng hô vang Việt Nam vô địch đã bắt đầu tràn ngập. Hai trận đấu, hai chiến thắng ấn tượng. Có lẽ với những khán giả lạc quan, họ đã bắt đầu nghĩ về một cái kết đẹp với đội tuyển Việt Nam. Chuyển sang phần tin quốc tế, sau một ngày nghỉ, Tour de France năm 2017 đã quay trở lại với chặng đua thứ 10. Có vẻ như việc được nghỉ dưỡng đã giúp cho các coureur trở nên mạnh mẽ hơn. Chính vì thế mà chặng đua này đã diễn ra khá hấp dẫn.